chợt nhận ra đã từ lâu lắm rồi, kể từ khi chúng mình vừa nhìn thấy nhau, con tim đã yêu đậm sâu vào anh. Kể từ giây phút này mình cùng nhau hướng về một mái ấm mãi về sau. Cảm ơn những điều đưa ta đến bên nhau, cảm ơn từng lời nói quá mau. Giấc mơ mình cùng xây đắp cho nhau, nắm tay và đi hết cuộc đời. Ngày dài đêm trôi yêu nhau và bên nhau mãi mãi. Yes, chúng ta bạc hai mái đầu. Chỉ cần anh thôi bên em cùng nhau vượt qua bao sóng gió. Ngọc Vạn, Nguyễn Thị Thanh, xin mời quý vị cùng tiến về sân khấu. Xin mời quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn thật dài để chào mừng đón hai gia đình hai họ chồng. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin mời ông Trùm Tuyền và ông Trần Sương là hai vị đại diện của hai gia đình hai họ tộc cùng tiến về sân khấu ạ. Toàn thể quý vị chúng ta vui lòng chờ đợi một chút xíu, vì hai nhân vật quan trọng nhất trong ngày hôm nay đang có kẹt đường kẹt xá, vì thế cho nên là chưa tới được. Vâng, và giờ đây chúng tôi đang thấy cô dâu chú rể đang từ từ tiến về hội trường, vì thế cho nên là xin toàn thể quý vị ta vỗ một tràng pháo tay thật lớn thật dài để chào đón cô dâu chú rể hôm nay ạ. Without her trying, she's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know, I know, when I compliment her, she won't believe me.
Vâng, và giờ đây quý vị chúng ta cũng đã thấy chứng kiến ở trên sân khấu cũng đã đầy đủ các nhân vật quan trọng nhất trong ngày hôm nay. Và giờ đây xin mời hai gia đình hai họ tộc cùng với hai con của mình sẽ dành một cái cúi đầu thật thân mật chào đón toàn thể các hiện diện trong ngày hôm nay. Vâng. Lá trầu trong trắng ngoài xanh, hôm nay chàng đã là anh của nàng. Điếu thuốc ngoài trắng trong vàng, hôm nay em đã là nàng của anh. Trăm năm hạnh phúc vợ chồng, giữ cho duyên mặn tình hồng chớ phai. Gió đưa cành trúc la đà, gió đưa hai họ thông gia một nhà. Vâng, trên hai vị đại diện hai gia đình hai họ tộc cùng tiến lên phía trước và bắt cái tay thật thân mật. Vâng, xin quý vị cho một tràng phát tay thật lớn ạ. Vâng, và tiếp theo chương trình xin mời về đại diện họ tộc Hòa Nhà Trai có đôi lời đáp. Quý cụ, quý cố, quý cùng bà, chị em và toàn thể quý khách, tôi xin được đại diện cho họ tộc Nhà Trai xin kính chúc quý họ tộc nhà gái, quý cụ, quý cố, quý ông bà lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Vâng, trải qua thời gian Minh Nhật và Trần Tâm đã quen biết, đã tìm hiểu, yêu thương và đã được Thiên Chúa xe duyên kết tóc ngày 26 tháng 12 năm 21 vừa qua. Hai bạn đã cử hành bí tích hôn phối tại đất nước được mệnh danh là Mặt Trời Mọc. Và hôm qua, hai bạn đã trở về quê hương để dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa. Và đặc biệt trong ngày hồi phúc hôm nay, Hòa Nhà Trai chúng tôi cũng tổ chức mừng bữa tiệc mừng cho hai cháu. Và đã được quý vị cũng như toàn thể quý khách đến chia sẻ niềm vui mừng trong bữa tiệc hôm nay. Tôi xin đại diện cho họ tộc Nhà Trai xin cảm ơn quý họ tộc Nhà Gái cũng như toàn thể quý khách và xin chúc quý vị một bữa tiệc thật ngon miệng. Xin cảm ơn. Đôi lời phát biểu ân cần cảm ơn quý khách nơi gần nơi xa về đây sum họp một nhà mừng duyên hạnh phúc gái trai đậm đà. Vâng, xin chân thành cảm ơn ông. Và tiếp theo chương trình xin mời về đại diện họ tộc Hòa Nhà Gái có đôi lời đáp tình. Thưa quý vị, lần đầu tiên tôi xin đại diện cho bên quý tộc họ tộc bên họ Nhà Gái xin được gửi đến quý vị, quý khách, quý bạn trẻ lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Thưa quý vị, có câu ông Tư bà Nguyệt xe viên để mình quen biết và thành thông gia. Vâng, xin chúc cho tình thông gia của đôi bên gia đình từ đây sẽ luôn luôn thắm thiết, bền chặt, gắn bó, keo sơn mãi mãi. Và thưa quý vị, kết tóc xe tơ bền đẹp mãi, xây nền hạnh phúc đến trăm năm. Hôm nay sum họp chúc mai tình trong một khắc nghĩa dài trăm năm. Vâng, xin chúc cho đôi uyên ương, cho hai cháu Minh Nhật Trần Tâm được trăm năm hạnh phúc, trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phù thề. Và sau cùng xin chúc cho tất cả quý vị, quý khách, quý bạn trẻ thật vui say và ngon miệng trong tiệc vui ngày hôm nay. Vâng, xin trân trọng cảm ơn. Lời phát biểu chân tình ngắn gọn, vị đại diện đã chọn từng câu trước là mừng rể mừng dâu, sau mừng hai họ bền lâu suốt đời. Vâng, xin chân thành cảm ơn vị đại diện họ tộc Nhà Gái có đôi lời phát biểu đáp từ. Và giờ đây xin mời đôi bạn trẻ tiến lên thắp rượu để chúng ta rót rượu sâm banh. Bên nhau suốt đời cùng xây dựng mơ chung đôi.
Mọi người giúp của ông trời định đôi, bờ sông này là xuống sông đàn bà mà lấy đàn ông tuyệt vời. Quý vị có thấy tuyệt vời không ạ? Thì cho chàng pháo tay đi. Vâng, xin chân thành cảm ơn quý vị. Chim khôn mắc phải lưới hồng, hễ ai gỡ được đền công lượng vàng, anh rằng anh chẳng lấy vàng, hễ anh gỡ được thì nàng lấy anh. Vâng, anh Nhật hôm nay đã gỡ được cái con chim này, nó dính vào cái lưỡi hồng, vì thế cho nên hai anh chị cũng đã nên vợ thành chồng. Vâng, và giờ đây thì tiếp theo xin mời đôi bạn trẻ chúng ta tiến ra thắp bánh để chúng ta cùng nhau cắt bánh. Hỡi em yêu, anh chỉ muốn nói một điều, lấy anh đi để tôi đường về cô yêu, bên nhau sớm chiều, thương nhau thật lấy anh. Em biết ăn gì, lộc sẵn thì chắc, lộc si thì già, lấy anh có cửa có nhà, có cha có mẹ, có nhiều bánh kem, ăn trái nhớ kẻ trồng cây, ăn bánh nhớ kẻ tâm say nhặt nặng nhào, thân em giống tựa bánh kem, bên ngoài đã trắng trong còn sánh hơn. Anh ơi nếm thử dùng em, nếm rồi mới biết bánh kem ngọt bùi. Tình yêu cho đôi bạn trẻ ngày hôm nay, một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn. Và giờ đây xin mời đôi bạn trẻ chúng ta cùng tiến về các bàn tiệc để cùng với những người cha người mẹ của mình để đi đến các bàn tiệc để chúng ta cảm tạ tới toàn thể quý vị khách quý đã về đây chia sẻ niềm vui trong ngày vui trong đại của các bạn hôm nay.
Một cái mùa
đại diện cho họ nhà trai và bên nhà gái. Hôm nay cũng là ngày vui của hai em, thì cũng xin chúc cho hai em trong năm hạnh phúc viên mãn và đầu. Mình cũng có bài hát gửi đến tất cả mọi người ở đây, cô chú bác anh gì, một bài hát được mang tên Ngày Xuân Vui Vẻ. Tôi nói thì tôi cũng xin đại diện cho bên quý tộc họ tộc bên họ gái xin cảm ơn quý tộc họ tộc bên họ nhà trai đã đón tiếp chúng tôi và phục vụ chúng tôi rất là chu đáo. Và tới giờ phút này thì tôi cảm thấy rằng là bên họ nhà trai cũng như gái chúng ta rất là coi như là đạt được 100% rồi. Hôm nay là hạnh phúc của hai cháu chắc chắn là sẽ có rồi đấy. Và tới giờ phút này thì cuộc vui thì nó cũng tàn, nhưng mà cuộc vui ở bên nhà trai thì vẫn tiếp tục. Bởi vì ở bên phía quý cụ, quý ông bà, vị cao niên ở bên quý tộc hoặc tộc nhà gái chúng tôi có một số vị cao niên. Các ngài thì trời thời tiết bây giờ nó nóng lực quá, nên các ngài hơi bị mệt. Cho nên bỏ tôi là xin phép được cáo từ các bạn. Vậy là tới đây tôi xin mạn phép, xin phép được cảm ơn quý tộc hoặc tộc nhà gái đã tiếp đón rất là lòng ngọt. Và xin tối lời cảm ơn và xin phép cáo từ các bạn và xin chân thành cảm ơn. Thank you.
chân ngưng đi thì đôi ta cũng sẽ không xa rời.